ta. Như vậy là bên là Romnia, còn bên mình là chó son pơ, chó săn. Chó săn pơ, chó săn mình hào pơ cho mấy cái thủ 98. Trong khi đó thì đội bạn Nam Sokyo là người được cầm Yamato Roman trong tay của game thủ Chiboy. Quân chúng ta, quân thì tùy vào thuộc vào con pơ thôi. Thế ra chúng ta cửa dưới một tí, do không có gì trong phù thủy cả. Nhưng đội bạn cũng không có phù thủy tuyển. Roman và Ya này đều là những loại quân có phù thủy không có tuyển. Roman mắc công nghệ không? Thế bây giờ theo tin báo về của U18, Roman cũng là một loại phù tuyển mắc công nghệ. Thế chúng ta sẽ khó hơn một tí. 55-45 phù thuộc vào con Persian của game thủ U18 có đột biến hay không. Nếu như đột biến mà chém chết được một nhà thì rất tươi, còn nếu như mà không đột biến mà không chém chết được nhà nào mà để cho đội bạn đánh nhiều P thì quýt. Ý, có quả phụ như 98 tươi nhá. Hai quả phụ này 98 luôn có được không ạ? Bài được rồi đấy, nhưng mà mỗi tội là nó không hay là thế này đi, đánh này hào lên sớm anh, không sớm thì quýt. Ví dụ nếu như hào lên sớm 98 thì 9 nước Nga được rồi. Đánh phải bắt bài trong lừa có lừa chứ đấy. Em ở Phủ Lý, không phải Phủ Lý, ở gần Phủ Lý thôi nhá mọi người. Ôi hai gái Hà Nam Phủ Lý thì mắc bê lắm anh em ạ. Anh em nên một lần về Hà Nam mà trải nghiệm. À tất nhiên là cũng còn tùy. Ví dụ như kiểu vợ Hải thì được cái là đảm đang. Nói chung là được cái này thì mất cái kia thôi. Được cái là đảm đang với kèm chồng rất chát. Em chặt, nhưng mà nói chung đấy là gái của gia đình. Nói chung anh em về Hà Nam thì anh em một là không phải là gái, nếu như không phải là gái sinh thì hãy nên lấy cô ấy làm vợ. Bởi vì như anh em thấy đấy, kèm vợ kèm chồng cực sát, cực giáp luôn. Giữ được gì hạnh phúc gia đình được. Còn nếu như mà anh em gặp gái sinh ở Hà Nam thì tốt nhất là anh em nói chung là anh em triển luôn được thì tốt. Tức là và bú phêm luôn được thì tốt, còn đừng có lâu dài không mệt mỏi lắm. Nhưng mà tôi phải nói thật rằng là anh em về Hà Nam về Phủ Lý thì kiếm được gái xấu là hơi khó, toàn gái xinh thôi, của hiếm đấy. Vợ Hải Phủ Lý không, nói chung là Hà Nam nói chung và không phải Phủ Lý thì thôi đấy, tôi chỉ nói chung là vài gái Phủ Lý Hà Nam thôi, gái Yên Bái. Thật với anh em là gái Yên Bái này thật anh em là nhìn nó cũng không được mắt bình lắm, không hiểu sao. Sổ xề lắm, 17-12%, 19-16% với đội bạn. Và đến máy của game thủ Mạnh Hào, 23 nông dân. Ý Hào đi đâu đây? Ăn tranh với game thủ Chiboy và như vậy là cánh bên này thì gặp Roma. Quay trở lại với máy của U98 nào, 23 dân. Chúng ta cùng chờ xem U98 ép đời như thế nào. Bài gọi là bài chân lực. Lên đời thì không sớm lắm nhưng sẽ là chân lực. Bởi vì quả phụ 23x mà còn đang thi đấu. Chào đồng nhiên bái, chào cao bồi Đấu Sơn. Cao bồi Đồng Sơn bảo là Đồng Hương Yên Bái. Em cũng không hiểu như thế nào à. Gái Hà Nam đánh đá lắm em ơi, tất nhiên rồi. Thế thì em Trịnh Công ạ, gái Hà Nam đánh đá là điều tất nhiên. Đấy anh em thì em cũng nhìn thấy vợ Hải em biết rồi. Thế thì chắc là người yêu Trịnh Công, em nói thật không phủ lòng, chắc là người yêu bạn cũng không xinh lắm nhỉ. Bởi vì em thấy là mấy đứa xinh xinh nó hay kiểu ăn nói dịu dàng lắm, chỉ đợi đưa đàn ông vào chồng thôi.
mà đen. Đây rồi. Như vậy là gặp 165 sau kill của Yamato có rất nhiều những sắc vòi đang được khai thác. L2 à? Hay là nói bây giờ đóng 15 nhà điều kiện. Bây giờ mới đóng nhà điều kiện sao? L2 có thích cái L1 quanh đấy đâu. Ui dồi. Phà phì chết con sư tử. Dù nó còn đại bàng của đối thủ 5 sau kill là rất kinh khủng. Vẫn còn một quả nữa để cho U98 có thể bú do công ra đủ rồi. Nên để xong sẽ 2 L đều. Hy vọng rằng có thể vượt khó được trong trận đấu này. Còn nếu như thua thì chúng ta sẽ quit. Vẫn đang chưa lên đời. Chưa ai lên đời cả. Đấy, bây giờ mới có ngựa giò. Chứng tỏ là đây là một bài lên đời khá muộn tới từ game thủ 5 sau kill. Lên đời 3 năm rồi. Lạc đà bắt nhanh em ơi. U98 vẫn đang lạng lách đánh võng là cực hay ở trong trận đấu này. Đường mặc dù là đường là thật rất rộng. Và những tay lái không cần quá cứng như U98 cũng có thể lụa được trong tuần này. Và bây giờ sẽ là lạc đà đến vẫn đang đời 2 tới từ game thủ 5 số kill. Tách dân với cả chúng tôi á. Tách họ. Như vậy là Hào xin đồ. Trăm vàng để đóng phủ không bị bịp à. Rồi, chém được luôn cả dân của Chibo. Không cần lật. Chưa được ăn hoang rồi, không cần lật. Hay quá nhỉ. Ôi giời, hay quá nhỉ. 98 đang chiếm tuyệt vời trong trận đấu này. Vâng, và đây là trận đấu mà chúng ta có thể thấy rằng người ta nói rồi, đánh hay không bằng gặp may. Một trận đấu mà U98 chúng ta thấy sức may mắn của mình. Đi đến đâu là gặp dân của đội bạn đến đấy, chỉ việc chém thôi. Mặc dù nhà của Nam Sông Kiêu đã được chủ động bao bế nhưng không hiểu sao lạc đà vẫn lọt phía bên trong và tiếp tục chém dành cho game thủ U98. Tầm lại là 32 ở thời điểm này. Có lạc đà đang đứng cạnh. Đội bạn có phù thủy và hú ngay được một con lạc đà của game thủ U98. U98 có 2 con lạc đà thôi. Máy máy tới game thủ Mạnh Hào cũng Hào đang làm cái gì vậy? Tham lại Hào là 17. Hào đập được một con phù thủy của đối phương. Có cung tê để bắn vào bãi vàng của đội bạn. Đây là một trận đấu mà Chibo đã có bánh xe. Tuy nhiên rằng lực của đội bạn không phải là quá khỏe. Chỉ đã mất một bãi hoàng ở phía bên ngoài rồi. Chibo mang toàn bộ, chạy toàn bộ dân của mình ra giữa bản đồ. Hào tham lại là 18. Còn đây mà nói tới game thủ 98 tham lại là 28/44. Mặc dù gặp rất nhiều may mắn nhưng tôi đang không, với tổng tham là 4 xịch như thế này thì không biết rằng tham lai hiện tại là bây giờ đang như thế nào. Chưa chắc là đã đè được bạn. U98 sẽ cần phải đánh cẩn thận trong trận này và cố gắng giữ được ở tham luôn luôn ở khoảng độ gần 3 xịch thì mới là ngon được. Chibo cũng đang bay toàn bộ các cơ sở và phải chạy ra giữa bản đồ rồi. Hào vẫn đang có cung tê để bắn một bãi vàng của game thủ Chibo, khiến cho Chibo không thể ăn vàng trong trận này để ra phủ. Có sọc đơn tới từ Chibo, bắt đầu phải đánh sọc đơn trong trận đấu này rồi, chứ không thể đánh chém được nữa khi mà không có vàng dành cho Chibo. Máy máy của game thủ U98 tham lai vẫn đang là 30. Má cái ruộng. Ruộng tù vãi trưởng. Chỉ gọi là cái điểm số rất cao trong trận này. Trận đấu vẫn đang ra quá căng. Hào vẫn đang kêu cứu. Tham lai của Hào là 14. Tiếp tục bắn vào bãi ruộng của đối phương. Tham lai thì chúng ta vẫn đang đè, nhưng nó không phải là quá nhiều. Đây là một thảm ảo. Tham lai của game thủ 98 thì là 32 thôi. 98 chắc chắn phải có được là đà thủ. Hãy cẩn thận một bài mà Yamato của game thủ 5 kêu. Không có gì, nhưng sợ nó cũng kiểu nó đánh kiểu châu phù thôi. Đấy, bắt đầu có hiện tượng công phu tới từ game thủ 5 sâu kêu. Bắt đầu có hiện tượng công phu. Với cho Son Per thì tất nhiên là đúng rồi, cho Son Per đánh phù thủy là hợp lý.
Nếu là tôi mà là đội bạn thì tôi cũng sẽ bảo các cầu thủ của chúng ta đánh như vậy. Đội bạn đã khá nhiều phù rồi mà còn phù gia không phải muốn phù tuyển. Nhưng công phù là không lấy gì đỡ được rồi. Cung A bây giờ mới đang kích một áo. Bắt đầu bị bàn này bay bẫy ruộng. Mất khá nhiều dần. Phù thủy vẫn đang quá khó chịu ở trong thế trận mà chúng ta không có cái gì để chống cả. Đỡ được không? Vẫn đang đỡ được thì phải. Ui. Mất thêm một con lạc đà nữa dành cho game thủ U98. Đã không lên được công ai áo rồi. Không lực. Vâng, Tham Lai bị đè ngược trở lại rồi. Thực ra đi đôi bạn cũng chỉ là 10. Chứ bo Tham Lai chắc tầm 20. Còn Nam Skill chắc tầm 15. Cái vấn đề là chúng ta cũng như vậy mà. Thậm chí là chúng ta thăng một bé đôi bạn 17 rồi nhưng mà nào. Thế còn đây là U98 Tham Lai là chi và khả năng là fit. Rồi, quýt. Tỷ số rất là 3-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho đội bạn. Đến ngày mà không sợ đội bạn. Tôi không sợ năng lực đánh mà tôi chỉ sợ đội bạn đánh công phu luôn. Họ công phu luôn vào mặt của game thủ U98.